Tổng thống Nga viếng thăm các nước trong Mỹ Latin. Thưa quý vị, tin Havana, Cuba. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thủ đô Havana của Cuba để mở đầu chuyến viếng thăm các nước trong Mỹ Latin trong thời gian 6 ngày. Cuba là đồng minh thân cận của Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh, chỉ nằm cách Hoa Kỳ 145 cây số. Tới Havana, Putin đã được Chủ tịch Raúl Castro đón tiếp và cả hai cùng đặt vòng hoa tại mộ chiến sĩ quốc tế. Sau khi rời Cuba, Tổng thống Putin sẽ đi Argentina và Brazil để thảo luận liên hệ song phương. Trong lúc ở Brazil, Tổng thống Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Cộng và Nam Phi. Tổng thống Putin tới châu Mỹ Latin trong lúc đang căng thẳng với Tây Phương vì cuộc khủng hoảng Ukraine. Khi vụ khủng hoảng Ukraine bắt đầu bùng nổ trong tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng Nga đang thương lượng đặt căn cứ quân sự tại 8 nước châu Mỹ Latin, trong đó có Cuba, Venezuela và Nicaragua. Trong các căn cứ này sẽ có trạm tiếp liệu xăng dầu cho tàu chiến và phi cơ thả bom chiến lược của Nga.